Hello anh em nhé. Một thuê bao nó đứt khoảng 123 mét từ nhà khách hàng đến nhà khách hàng ở góc bên kia này. Và đây là cái vừa lúc sáng, chắc là sáng hay là hôm qua gì đấy. À lúc sáng, thấy lúc sáng mất tín hiệu. Và tìm ra cái điểm này, đây là điểm mà nó bị đứt ở đây. Và sẽ hướng dẫn mọi người nối bằng cái diệp quang nhé. Diệp quang ở đây bây giờ còn một cái diệp cũ ở đây. Mình sẽ sử dụng nó để nối cái cáp quang. Hai cái đầu dây này thì mình sẽ chuẩn bị hai cái đầu dây. Giống như kiểu hàn thôi anh em ạ. Mình sẽ dùng hai cái đầu lạt thít để mình cố định cái đầu cáp lại với nhau. Mấy cái tin nhắn này sợ lắm, hôm nào cũng có sự cố anh em ạ. Ở nông thôn này hôm nào cũng đứt dây. Không có một ngày nào mà không có sự cố về cố định cả. Sau khi đã làm đầu dây rồi thì anh em sử dụng cái kìm tuốt để tuốt cái sợi quang này. Rồi anh em sử dụng dao cắt. Dao cắt mình sẽ đặt cái chốt chốt tước vỏ cái vỏ sợi cáp quang này. Đây. Mình sẽ đặt vần cái khay của dao cắt thực hiện cắt. Đầu này nó hơi trắng này, đầu trắng này nó có vấn đề, cắt không chính xác này. Ok, như vậy là chúng ta đã cắt xong hai cái đầu. Bẻ cong cái sợi lại sang bên này. Bên này chúng ta cũng thế. Bẻ cong lại anh em nhé. Xong rồi chúng ta sẽ chốt bằng cái hai cái phím chốt ở đây. Sau khi bấm xong thì anh em thực hiện rà soát tủ nhé, để kiểm tra xem nó có tín hiệu hay chưa. 398 này, tủ 2115 SP01. Cái dây này là đợt trước là mình buộc ở lên trên bên này. Tuy nhiên là ở đây là đợt trước là cái rừng keo, người ta chặt keo chắc nó rụng xuống cái dây này. Tín hiệu 2328 rồi anh em ạ, đóng sự cố đi nhá. Lỗi dây thuê bao, đứt dây thuê bao. Dây đen lẻ. Chúng ta sẽ đóng bằng cái diệp quang. Anh em vào trong kho để kiểm tra xem kho mình có còn cái diệp quang không. Còn 5 cái diệp quang DAS này. Diệp quang DAS đây. Đây anh em này. Thuê bao này khoảng cách của nó là hơn 500 mét. Rất là xa. Đợt vừa rồi năm ngoái thì có đi thực hiện, đi khảo sát để đặt thêm hộp.
Tuy nhiên nghe vẻ là rất là lâu. May là vừa thấy có cái chai bia này. Chai bia này dùng để bảo quản cái dịp. Chai nước huyền thoại đấy. Ôi giời, người ta đi vào trong này à? May là người ta không đi vào trong này. Đi vào trong này, hôm nay ngày mùng 1, khách hàng bảo xuống lắp 4 cái camera, mang rất nhiều đồ đi, cuối cùng xuống không lắp cái nào. Sợ thật. Anh em sẽ dùng cái băng dính để chúng ta có thể quấn lại, quấn cái đầu của cái dẹp này lại. Đây vẫn còn đóng dây leo, nó quấn leo theo cái đường dây này. Cái thuê bao nhà này thì đứt, là thường xuyên đứt. Có mấy cái bãi xưởng gỗ này rất nhiều xe to đi lại cho nên là nó rất là cao. Nên là cái sự cố này hay đứt thường xuyên. Cái cam này vừa mới lắp nhưng mà tèo mất rồi anh ạ. Quá là buồn, thật vọng. Từ hôm mua cái máy đo tín hiệu, máy đo điểm đứt thì nói chung đi làm đỡ sướng lắm anh ạ. Vào làm tí là biết ở chỗ nào nó bị đứt, chả phải đi lần mò như ngày xưa nữa. Bây giờ KPI thì nó rất là nặng, cho nên là anh em cũng phải tự đầu tư lấy một cái máy đo để có thể xử lý cho khách hàng nhanh nhất. Vừa đỡ tốn thời gian, vừa năng suất lao động lại cao hơn. Tín hiệu đạt này, check 2328, ok. V2
video về cái quá trình mà nối diệp quang xin kết thúc tại đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.